Chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh Đạt Ba Đổ. Trong video tiếp theo này, tôi muốn chia sẻ cách làm thùng ong quay mặt hai cầu cho tất cả các anh chị nào chưa biết, muốn tìm hiểu thêm. Đây là cầu nuôi ong chuẩn của người Việt. Mình sẽ dựa trên cái cầu này, mình lấy số đo chiều keo, chiều dài và chiều rộng. Mình đo chiều dài hũ bì là 36 năm, chiều keo hũ bì nó là 22 năm, chiều rộng mặt cầu đây là nó 3 phân 2. Đầu máy mài phế liệu, thùng chứa nước có thể tích 90 lít. Và tiếp theo mình tiến hành mình uốn đường tròn để làm đáy ở trong cái đáy thùng. Đây là đế để bỏ trong cái thùng. Phần đây là phần để giữ lỗi, để giữ cái cốt xoay nó không bị lách qua lách lại. Và đây mình đã vẽ bản vẽ của cái khung để bỏ cái cầu cầu mặt ong vào để xoay. Nó theo kích thước này, kích thước chuẩn đây. Đây là mặt trên và đây là mặt dưới. Khoảng cách từ đây vô đây là 2 cm. 2 cm. Đó lọt cái đầu đi vào. Đó nó lọt đây lọt vào. Còn thanh đây là thanh giữ. Khoảng cách nó thì 12 cm như đây. Đây là 35 cm. 4 cái đây là 35 cm. 1 2 3 4. Khung trên thì rộng hơn khung dưới và các bạn có thể nhìn theo đây và làm theo mình để lấy cái điểm đây. Điểm đây là một điểm thẳng này, lấy điểm đây là một điểm thẳng để mình, bởi vì khung sau nó dài, khung trước, khung trên nó dài, khung dưới ngắn này, lấy điểm đây điểm chuẩn. Còn đây nó dài ra sau kệ nó. Mình tiến hành làm khung để bỏ cầu quay mặt theo bản vẽ mình đã vẽ như trên. Trên và cũng dưới mình đã hàn xong theo kích thước bản vẽ. Tiếp
theo mình cắt 4 cây dài 35 cm. Hai khung mình đã hàn xong, bây giờ mình bỏ thử cầu ong vào. Cầu đã bỏ cầu mặt xoay vào, mình thiết kế như thế này. Sau khi làm băng vẽ mình thiết kế như vậy. Giờ mình bỏ vô đây cầu ong này. Bạn lưu ý là cái cầu đây, cầu mặt đây là phải đối tâm với đây, đối tâm để nó quay đối xứng để mặt nó ra cho nó dễ dàng. Còn là cái cốt này thì mình có tiện một chút,
để mình đổ lọt lên đây. Còn đế nói chung là tất cả mình đã kế xong. Phần ốc thì mình khoan để mình giữ.
công đoạn chế thùng xoay mặt để hoàn tất, bao gồm một cái xô, một cái chân đế bằng lốp và một bộ xoay, một cốt xoay. Đây đế thì đế xoay, cái chân đế đây là bỏ cho cái thùng để nó định tâm, giữ cái tâm nó không bị lách. Cái tay cầm rồi, và mình tiến hành lắp nó lại thành một cái thùng xoay mặt. Đây là thùng quay mặt hai cầu hoàn chỉnh do chính mình tự thiết kế. Nếu video clip hay thì anh chị nhớ cho một like để làm động lực tiếp tục mình có thể ra những video sau có nội dung sáng tạo, chế tạo hay hơn nữa. Bye bye. Xin cảm ơn quý anh chị đã xem video, theo dõi kênh. Chúc anh chị và gia đình gặp nhiều may mắn.